One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon, siêu bền, phần dây có thể thay thế, với đệm tai êm ái, âm thanh chuẩn Hi-Res, với nhịp bass sống động và màng loa 50mm. Mã giảm giá dành riêng cho fan của Battlecry, trị giá 160.000, được gắn tại phần comment của video. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry. Syria và Thổ Nhĩ Kỳ là hai quốc gia nổi tiếng gần đây với thảm cảnh động đất, khiến hàng chục ngàn người chết, hàng triệu người bị ảnh hưởng. Thế nhưng, trái với Thổ Nhĩ Kỳ, khi có hàng chục quốc gia khác gửi lực lượng sang để hỗ trợ, thì Syria chỉ có duy nhất một lực lượng của Nga hiện diện ở đây và có rất ít các quốc gia khác gửi viện trợ cho họ. Điều này đã cho thấy Syria đang bị cô lập khủng khiếp như thế nào trên trường quốc tế. Nhưng vẫn còn đó một nước Nga luôn bảo vệ Syria bằng mọi giá. Vậy thì tại sao mà Nga lại làm điều này? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Khủng hoảng Syria và sự trở lại của nước Nga. Nước Nga 32 năm sau ngày Liên Xô sụp đổ. Trong 32 năm đó, người ta thấy được một nước Nga thăng trầm và chật vật trong việc tìm lại vị thế của mình. Việc này có thể thấy được không chỉ qua con đường xây dựng lại kinh tế, quốc phòng, mà còn là sự tham gia tích cực vào các vấn đề và điểm nóng trên thế giới. Trong cuộc khủng hoảng Syria bắt đầu từ năm 2011, người ta có thể bất đồng về vai trò của Iran, Thổ Nhĩ Kỳ trên bàn cờ Syria, bất đồng về tính chính danh của các phe phái. Thế nhưng có một điều mà không ai có thể phủ nhận được là cuộc khủng hoảng ở Syria đã cho thấy sự trở lại của nước Nga tại các điểm nóng với tư cách là một nước lớn kể từ Liên Xô sụp đổ. Vậy thì nước Nga đã can thiệp vào Syria như thế nào? Hãy bắt đầu từ khi cuộc khủng hoảng này chính thức diễn ra năm 2011. Kể từ năm 2011 cho tới nay, Liên Hợp Quốc đã đưa ra 10 dự luật trừng phạt Syria vì những cáo buộc về nhân quyền và dùng vũ khí hóa học. Thế nhưng, nó nhanh chóng trở thành một trò cười cho thiên hạ khi mà các dự luật này đều bị ném vào sọt rác. Anh, Pháp, Mỹ thì luôn bỏ phiếu thuận, còn Nga và Trung Quốc thì luôn bỏ phiếu chống. Hành động này không chỉ giúp Syria chống lại các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, mà Nga thì còn có một bước tiến xa hơn. Năm 2011, Syria trải qua mùa xuân Ả Rập. Kết quả là dẫn tới sự hình thành của một phe nổi dậy có tên Lực lượng Tự do Syria, viết tắt là FSA. Năm 2013, Hoa Kỳ đã cáo buộc chính phủ của Tổng thống Assad tại Liên Hợp Quốc là đã sử dụng vũ khí hóa học để tấn công dân thường, dù không đưa ra được bất cứ một bằng chứng nào thuyết phục. Nhưng điều đó thì không còn quan trọng nữa. Ngay lập tức, họ đã viện trợ hàng tỷ đô qua các đồng minh của mình như Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời tiến hành không kích lãnh thổ của Syria. Tới năm 2014, phe của Tổng thống Assad bắt đầu thất thế khi chỉ còn kiểm soát được khoảng 30% lãnh thổ. Thế nhưng, đúng lúc này, IS trỗi dậy. Lực lượng này rất mạnh và có ý định chiếm cả Syria. Hoa Kỳ đã đánh hơi thế điều này và đã đổi mục tiêu sang oanh kích sang Syria. Đây là dịp may cho Assad. Thế nhưng, tình thế sau đó thì lại càng bi đát hơn khi họ chỉ còn kiểm soát được có 21% lãnh thổ. Sự can thiệp của Hoa Kỳ không thể tiêu diệt được IS mà còn khiến chúng mạnh hơn, vượt qua cả FSA và phe Assad. Chúng kiểm soát tới 1/3 lãnh thổ của Syria. Và đúng lúc này thì bước ngoặt đã xảy ra. Ngày 24 tháng 11 năm 2015, Nga bất ngờ tham chiến tại Syria với lý do là họ nhận được sự cầu cứu của chính quyền Tổng thống Assad. Về cơ bản, tính đến thời điểm đó, chính quyền của Tổng thống Assad vẫn là hợp pháp và duy nhất tại Syria, còn các phe được Hoa Kỳ hỗ trợ chỉ được coi là quân nổi dậy. Nga đã vin vào điều này để hợp pháp hóa sự hiện diện của mình. Không quân Nga bắt đầu oanh kích vào các khu vực của IS và cả FSA. Đây là một lần hiếm hoi mà cả Nga và Mỹ bắt tay nhau chống lại một kẻ thù chung. Thế nhưng, đó thì cũng chỉ là trên danh nghĩa. Tháng 3 năm 2016, dưới sự yểm trợ của không quân Nga, phe chính quyền Assad đã chiếm lại được thành phố Palmyra. Đây là lần đầu tiên họ kiểm soát lại được lãnh thổ của mình. Chỉ 2 tháng sau đó, Hoa Kỳ đã triển khai quân đội tới đây với lý do IS ngày càng mạnh. Và hành động này của Hoa Kỳ đã bị ông Assad tuyên bố là hãy bỏ chiếc mặt nạ xuống. Sự tham chiến của Nga đã phá vỡ mọi kịch bản mà các nhà hoạch định quân sự đã vạch ra, và ngay cả thái độ của các bên cũng đã thay đổi. Năm 2014, tại hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân được tổ chức tại Hà Lan, Tổng thống Obama đã tuyên bố rằng trong bối cảnh G8 chính thức chấm dứt vai trò của Nga trong tổ chức, thì Nga là một cường quốc trong khu vực và họ đang đe dọa những nước láng giềng thân cận nhất. Điều này không thể hiện sức mạnh của họ mà chỉ thể hiện sự yếu kém mà thôi. Thế nhưng, chỉ chưa đầy 2 năm sau, tại Berlin, vẫn là ông Obama đã phát biểu lại.
Nga là một quốc gia quan trọng, là một siêu cường về quân sự. Nga có tầm ảnh hưởng trong khu vực và thế giới. Và để giải quyết các vấn đề lớn trên thế giới, vì lợi ích của mình, chúng tôi phải ngồi xuống để đàm phán với nước Nga. Cuộc chiến diễn ra giằng co sau đó với danh nghĩa của Hoa Kỳ là chống lại IS, còn Nga là được chính quyền Assad cầu cứu. Năm 2017, IS đã suy yếu và tan rã tại chi nhánh Syria. Hai bên lập tức trở mặt và tấn công lẫn nhau. Thế nhưng khi này, tình thế lại khác. Trong thời gian không kích Syria, Nga đồng thời viện trợ vũ khí và trang bị cho chính phủ của Assad. Đồng thời, họ lôi kéo được Iran vào cuộc chiến này để hỗ trợ cho mình. Tình thế lập tức thay đổi. Quân đội của Assad thắng như trẻ tre. Đến cuối năm, họ kiểm soát tới 80% lãnh thổ của Syria. Chỉ còn duy nhất một tỉnh mà FSA còn kiểm soát được, các khu vực sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Phía Nga đã quyết định dừng oanh kích trên quy mô lớn, tránh đụng độ với Thổ Nhĩ Kỳ. Do khi này, hai bên đang có quan hệ khá tốt về kinh tế, FSA đã thoát được một mạng. Thế nhưng mọi thứ sau đó thì còn thú vị hơn. Trong năm 2018, cả hai bên Hoa Kỳ và Syria đã tố cáo nhau là sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân thường và đáp trả nhau bằng các cuộc không kích cũng như tấn công bằng tên lửa. Tháng 4 năm 2018, Nga cáo buộc Hoa Kỳ đã cung cấp viện trợ cho tổ chức có tên Mũ Bảo Hiểm Trắng, dàn dựng các vụ tấn công hóa học vào dân thường, rồi đổ lỗi cho phe của Assad. Ngày 4 tháng 5 năm 2018, theo đài CBS của Mỹ, thì Bộ Ngoại giao nước này đang xem xét việc ngừng cung cấp tài chính cho tổ chức Mũ Bảo Hiểm Trắng. Theo giới chuyên gia, việc Mỹ xem xét lại việc cung cấp tài chính cho Mũ Bảo Hiểm Trắng nảy sinh từ việc sau khi nhóm này đã tung ra một video về một vụ tấn công hóa học bị cáo buộc ở thị trấn Douma ngày 7 tháng 4, khiến liên quân Mỹ, Anh, Pháp không kích nhắm vào chính quyền của Tổng thống Syria Assad. Vẫn chưa hết, thì sau đó, ngày 28 tháng 8 năm 2018, Nga đưa ra thêm một bằng chứng đến toàn thế giới biết rằng tổ chức Mũ Bảo Hiểm Trắng vận chuyển hai chiếc xe tải đã chở một lượng lớn chất độc hóa học từ ngôi làng Af đến thành phố Sarakip để tiếp tục dàn dựng một vụ tấn công hóa học nữa, rồi sau đó thì đổ lỗi cho chính phủ Syria đã dùng chất độc sát hại người dân. Niềm tin vào tổ chức này đã chính thức sụp đổ. Vào cuối năm 2018, Tổng thống Trump tuyên bố đã đánh bại IS ở Syria và cho biết tất cả quân đội Mỹ ở Syria sẽ quay trở lại và họ sẽ quay trở lại ngay lập tức. Thế nhưng, chỉ 2 tuần sau, ông Trump đã phải bào chữa lại lời nói của mình. Ngày 7 tháng 1 năm 2018, Tổng thống này đã sửa đổi ngay lập tức thành rời đi với tốc độ thích hợp, trong khi đồng thời tiếp tục chiến đấu với IS. Và tính đến thời điểm hiện tại, thì các cuộc giao tranh diễn ra bằng cách hai bên liên tục pháo kích và phóng tên lửa hoặc UAV vào một số vùng tranh chấp. Kết quả đã ngã ngũ với việc chính quyền Tổng thống Assad vẫn đứng vững. Tại sao Nga can thiệp vào Syria? Phía trên là quá trình Nga can thiệp vào Syria tính đến thời điểm hiện nay. Vậy thì tại sao mà Nga lại sẵn sàng phải làm như vậy? Điều này thì có nhiều nét tương đồng với quan hệ giữa Triều Tiên và Trung Quốc. Người ta nói rằng 100 cái lý không bằng một tí cái tình. Quay trở lại với khoảng thời gian gần 80 năm về trước, sau Thế chiến thứ hai, Liên Xô và Hoa Kỳ đã biến Trung Đông thành bàn cờ trong chiến tranh lạnh. Năm 1946, đại sứ Liên Xô Andrei Vyshinsky đã phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu các quốc gia phương Tây rút khỏi các vùng chiếm đóng của đế chế Ottoman sau Thế chiến 1. Trong đó chủ yếu là sự hiện diện của Pháp tại Syria. Liên Xô còn cam kết là sẽ đưa quân vào Syria nếu trong trường hợp Pháp không xách ba lô về nước. Pháp khi này, sau khi bị Hitler vặt trụ lông trong Thế chiến 2 và được vào Hội đồng Bảo an chỉ có tiếng chứ chả có miếng, đã phải chấp nhận ngoan ngoãn rút quân khỏi đây. Syria nhờ đó mà có được độc lập trong cùng năm. Như vậy, việc này cũng giống như Triều Tiên được Trung Quốc cứu vào năm 1950. Syria cũng nhờ có Liên Xô mới có thể giành lại được độc lập. Nếu không thì sẽ phải chịu cái thuế thuộc địa như một số quốc gia châu Phi hiện nay. Tuy nhiên, vào năm 1948, Liên Xô đã có phi vụ ném tiền qua cửa sổ. Chiến tranh giữa Israel và các quốc gia Ả Rập đã nổ ra. Liên Xô thông qua Tiệp Khắc đã viện trợ bí mật cho Israel với hy vọng là biến họ thành đồng minh của mình. Thế nhưng, thì đây lại là một phi vụ lỗ vốn khi Israel sau đó tuyên bố họ chơi với cả Liên Xô và Hoa Kỳ cũng như phương Tây. Cay cú với phi vụ này, Liên Xô sau đó đã viện trợ quân sự cho Syria. Trong những năm 1950, Syria đã nhận được gần 300 triệu đô viện trợ quân sự từ Liên Xô. Đồng thời, Liên Xô cũng bán rất nhiều vũ khí xịn cho Ai Cập. Nhờ những cái viện trợ này mà năm 1967,
Syria, Ai Cập và các đồng minh của họ đã tự tin tấn công Israel một lần nữa. Thế nhưng, kết quả của cuộc chiến sau đó đã khiến thế giới phải bất ngờ. Israel đã tuyên bố là mình tạo chấp hết. Họ đã chiếm luôn cả bán đảo Sinai của Ai Cập và cao nguyên Golan của Syria. Họ thắng không phải là do vũ khí quá mạnh mà là nhờ sự chủ động tấn công phe liên minh khi họ còn chưa kịp chuẩn bị. Nỗi nhục khó có thể nuốt trôi, họ tiếp tục tìm cơ hội phục thù. Năm 1971, Syria cho phép Liên Xô đặt căn cứ quân sự tại Tartus, một mặt giúp Syria phòng thủ, mặt khác là tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng của Liên Xô ra Địa Trung Hải. Đây là việc đôi bên cùng có lợi. Khi mà Hoa Kỳ ngày càng tăng cường sự hiện diện tại Biển Đen, qua biển của Thổ Nhĩ Kỳ, Liên Xô cũng cần phải có một phương án phòng thủ từ xa. Năm 1973, vào ngày lễ quan trọng nhất của người Do Thái, Yom Kippur, lực lượng của Ả Rập do Syria và Ai Cập lãnh đạo đã phát động cuộc chiến tranh giành lại các lãnh thổ cũ. Quân đội Ai Cập đã chiếm lại được bán đảo Sinai. Không những vậy, họ còn tiến xa hơn vào lãnh thổ của Israel, đẩy lực lượng này phải lùi sâu. Đúng lúc này, thì Hoa Kỳ can thiệp để cứu đồng minh, Israel thoát nạn. Thế nhưng, để tránh cuộc xung đột có thể leo thang mạnh hơn, Hoa Kỳ và Liên Xô đã đàm phán sau hậu trường. Israel phải trả lại bán đảo Sinai cho Ai Cập. Đổi lại, các lực lượng của Ả Rập thân Liên Xô và Hoa Kỳ sẽ dừng tấn công và rút lui. Cao nguyên Golan tuy không được trả về cho Syria, thế nhưng ở mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh thì Liên Xô đều kịp thời xuất hiện để cứu Syria. Họ trở thành anh em xương máu hơn hoàn toàn các đồng minh khác của Liên Xô và Nga sau này như là Iraq hay Libya, v.v. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Syria lập tức công nhận Nga là đại diện hợp pháp của Liên Xô trên trường quốc tế. Mối quan hệ này được duy trì tốt đẹp ngay cả trong thời kỳ của Tổng thống Yeltsin. Để củng cố tình hữu nghị và hợp tác này, Nga đã xóa 9,6 tỷ đô nợ từ thời Liên Xô cho Syria. Đồng thời, Syria cam kết trở thành khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Nga, đồng thời cho phép họ nâng cấp và mở rộng căn cứ quân sự tại Tartus. Trong thế kỷ 21, căn cứ này lại càng trở nên quan trọng hơn khi Hoa Kỳ tăng sự hiện diện ở đây. Nga cần có các tính toán cho các phương án phòng thủ từ xa. Nga cần Tartus và họ đã hoàn toàn nghiêm túc khi đã đưa ra những tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân tới đây. Đêm ngày 31 tháng 1 năm 2012, tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nước Nga, quốc gia đang nắm giữ lá phiếu định mệnh, quyết định tới sống chết của chính quyền Syria. Quyết định là bởi cái gật đầu của Nga đồng nghĩa với việc sự nghiệp chính trị của Tổng thống Assad sẽ chấm dứt. Nếu Nga gật đầu thì chính quyền Assad sẽ từ hợp pháp thành bất hợp pháp, sự hiện diện quân sự lập tức của Liên Hợp Quốc sẽ được diễn ra. Thế nhưng không, đại diện của Nga, ông Vasily Nebenzia đã phát biểu một câu xanh rờn: sẽ không có một kế hoạch nào cho một sự thay đổi tại Syria. Liên Hiệp Quốc không thể áp đặt các tham số cho một cuộc dàn xếp chính trị nội bộ của nước này, vì Hội đồng Bảo an không có nghĩa vụ làm việc đó. Người dân Syria có quyền tự quyết định vận mệnh của mình và có thể vẫn có một cơ hội khác cho vòng xoáy bạo lực tại Syria. Chính câu nói này và cái lắc đầu của Nga đã cứu chính quyền Assad một mạng và tạo đà cho cú chuyển mình lật ngược mọi thế cờ sau này của nước Nga tại Syria. Đồng thời điều này đã hợp pháp hóa sự hiện diện của Nga tại Syria. Về cơ bản, một quốc gia có thể yêu cầu một quốc gia khác giúp đỡ khi gặp khó khăn. Việc duy trì chính quyền Assad sẽ là hợp pháp, cũng có nghĩa là Nga đã danh chính ngôn thuận hiện diện ở đây. Đây cũng chính là điều mà Hoa Kỳ không có. Khi lực lượng FSA do họ hậu thuẫn chỉ là phiến quân và không được ai công nhận, mà danh không chính thì ngôn cũng chẳng thuận, ắt sẽ bại. Và kết quả sau đó thì như chúng ta đã thấy, tại Syria ngày hôm nay, Nga hoàn toàn có thể hiện diện hợp pháp ở đây khi căn cứ Tartus được ký cho thuê thêm 99 năm nữa, duy trì sự hiện diện của họ tại Syria và Trung Đông. Như vậy ta có thể thấy rằng Syria có vai trò rất quan trọng với Nga như một chiếc ô phòng thủ từ xa và là chỗ đứng vững chãi của họ tại Trung Đông. Đồng thời, xét từ quá khứ tới hiện tại, Nga đã cứu Syria rất nhiều lần. Họ nợ Nga một mối ân tình khó trả.